Sử ký nhì, chương 20. Dân Moab và Amon tấn công vua Jehoshaphat. Sau đó, người Moab, Amon cùng với người Maonit gây chiến cùng vua Jehoshaphat. Người ta đến báo cho vua Jehoshaphat rằng có một đạo quân lớn từ Edom, từ bên kia biển kéo đến. Kìa, chúng đang ở tại Hát-sát-son-tha-ma, tức là En-gedi. Vua Jehoshaphat sợ hãi, vua để lòng tìm kiếm Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa kiên ăn. Người Giu-đa tập hợp lại tìm kiếm Chúa. Thật vậy, người Giu-đa từ khắp các thành đến tìm kiếm Chúa. Vua Jehoshaphat đứng giữa cộng đồng Giu-đa và Jerusalem, phía trước sân mới của đền thờ Chúa. Vua cầu nguyện, lạy Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Chẳng phải Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài cai trị mọi vương quốc, mọi quốc gia sao? Quyền năng và sức mạnh ở trong tay Ngài, không ai địch nổi. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Chẳng phải Ngài đã đánh đuổi cư dân xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài và ban lãnh thổ cho dòng dõi Abraham, bạn Ngài đời đời sau. Họ đã sống trong xứ, xây một đền thánh cho danh Ngài. Họ nói, nếu chúng con gặp tai họa, gươm giáo, hình phạt, dịch lệ hay đói kém, chúng con sẽ đứng trước đền thờ này, trước sự hiện diện của Ngài vì danh Ngài ngự trong đền thờ này. Trong cơn khốn khổ, chúng con đã cầu khẩn Ngài, thì Ngài sẽ nghe và giải cứu chúng con. Giờ đây, kìa, người Amon, người Moab và người vùng núi Seir là những dân mà khi người Israel ra khỏi Ai Cập, Ngài đã không cho họ tấn công chúng nó, nên họ đã tránh không hủy diệt chúng. Nhưng kìa, chúng báo trả chúng con như thế đó. Chúng đến để đuổi chúng con ra khỏi sản nghiệp mà Ngài đã ban cho chúng con. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài không trừng phạt chúng nó sao? Thật chúng con không đủ sức chống lại đoàn quân đông đảo này đương tấn công chúng con, và chúng con cũng không biết phải làm sao. Nhưng mắt chúng con ngưỡng trông nơi Ngài. Toàn thể người Giu-đa cùng vợ và con cái họ đều đứng trước mặt Chúa. Bấy giờ, tại giữa cộng đồng, thần của Chúa đến trên Jahaziel, con trai Sachari, cháu Benaya, chắc Jehiel, chích Mathania, là người Lê-vi thuộc dòng dõi Asaph. Người nói, tâu vua Jehoshaphat, toàn thể người Giu-đa, cư dân Jerusalem, hãy nghe đây. Chúa phán như vậy, chính các ngươi chớ sợ hãi và hốt hoảng trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này không phải của các ngươi nhưng của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy tiến lên tấn công chúng nó. Kìa, chúng đang leo lên đèo Xích. Các ngươi sẽ thấy chúng nó ở cuối thung lũng, đối diện với sa mạc Jezreel. Các ngươi không phải chiến đấu trận này. Hãy dàn quân và đứng yên, xem Chúa đấng ở cùng các ngươi sẽ giải cứu các ngươi. Hỡi Giu-đa và Jerusalem, chớ sợ hãi và hốt hoảng. Ngày mai hãy đi ra đối diện chúng nó, Chúa ở cùng các ngươi. Vua Jehoshaphat cúi mặt sát đất, toàn thể Giu-đa và cư dân Jerusalem quỳ xuống trước mặt Chúa và thờ phượng Chúa. Bấy giờ những người Lê-vi thuộc họ Kê-hát và Cô-rê đều đứng dậy và cất tiếng lớn ca ngợi Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy và tiến ra sa mạc Thê-cô-a. Đang khi họ ra đi, vua Jehoshaphat đứng tại đó và nói, hãy nghe ta, hỡi Giu-đa và cư dân Jerusalem. Hãy tin tưởng Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ đứng vững. Hãy tin các tiên tri của Ngài, thì các ngươi sẽ thành công. Sau khi hội ý dân, vua lập những người ca ngợi Chúa để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của Chúa. Những người này đi trước đoàn quân hô, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu ca hát và ca ngợi, Chúa đặt phục binh đánh quân Ammon. Moab và người miền núi Seir đang tiến đánh Giu-đa, như vậy chúng bị đánh bại. Quân Ammon và Moab nổi lên đánh cư dân vùng núi Seir để hủy diệt chúng. Sau khi hủy diệt và quét sạch dân vùng núi Seir, chúng lại hủy diệt lẫn nhau.
Khi người Giuđa đến tháp canh nơi sa mạc, họ nhìn về phía đoàn quân đông đảo. Kìa, họ thấy xác chết nằm trên đất không ai sống sót. Vua Giê-hô-sa-phát và đoàn quân tiến đến lấy chiến lợi phẩm. Người ta thấy rất nhiều khí cụ, xác chết và đồ vật quý giá, nhiều đến nỗi lấy không hết. Người ta thu nhặt chiến lợi phẩm trong 3 ngày vì rất nhiều. Đến ngày thứ 4, họ tập họp tại thung lũng Bê-sa-ca. Tại đó họ ca ngợi Chúa. Vì thế chỗ này được gọi là thung lũng Bê-sa-ca cho đến ngày nay. Sau đó vua Giê-hô-sa-phát dẫn đầu cả đoàn quân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vui mừng trở về Giê-ru-sa-lem. Chúa ban cho họ niềm vui mừng vì thắng được quân thù. Đoàn quân vào Giê-ru-sa-lem tiến đến đền thờ Chúa trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn. Khi tất cả các vương quốc và các nước nghe thể nào Chúa đã chiến đấu chống lại kẻ thù của Israel thì đều khiếp sợ Đức Chúa Trời. Vậy vương quốc của vua Giê-hô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời của vua ban cho vua bình an bốn bề. Như thế vua Giê-hô-sa-phát trị vì Giu-đa. Vua lên ngôi lúc 35 tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem trong 25 năm. Mẹ vua tên là A-su-ba, con gái của Si-li. Vua đi theo đường lối của vua cha A-sa và không lầm lạc. Vua hành động ngay thẳng trước mặt Chúa. Tuy nhiên, những nơi cao chưa được dẹp sạch và dân chúng chưa để lòng theo Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Những chuyện khác của vua Giê-hô-sa-phát từ đầu đến cuối đều được chép trong truyện của Giê-hu, con trai Hanania, và truyện ấy cũng được ghi chép trong sách các vua Israel. Sau đó, Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa, liên kết với A-cha-sia, vua Israel, một vị vua gian ác. Hai vua liên kết với nhau đóng thương thuyền tại Esion-gebe để đi Ta-re-si. Bấy giờ, Eli-e-se, con trai Dodava, ở Ma-re-sa nói tiên tri chống lại vua Giê-hô-sa-phát rằng: vì vua đã liên kết với vua A-cha-sia, nên Chúa sẽ hủy phá công việc của vua. Thật vậy, các tàu bị bể nát, không thể đi Ta-re-si được. Sử ký nhì, chương 21. Cuộc trị vì của vua Giô-ram. Vua Giê-hô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ và được chôn cất bên cạnh các tổ phụ trong thành David. Giô-ram lên ngôi làm vua kế vị cha mình. Các con trai của vua Giê-hô-sa-phát, em vua Giô-ram là A-sa-ria, Giê-hi-en, Sa-cha-ri, A-sa-ri-u, Mi-ca-en và Sê-pha-tia. Tất cả những người này là con trai của Giê-hô-sa-phát, vua Israel. Vua cha đã ban cho các hoàng tử nhiều vàng, bạc, tài sản quý giá và các thành kiên cố trong Giu-đa, nhưng trao vương quốc cho Giô-ram vì người là con trưởng nam. Nhưng khi vua Giô-ram nắm vững quyền hành trong vương quốc của cha mình rồi, vua dùng gươm giết tất cả các hoàng tử em mình và một số thủ lãnh Israel. Vua Giô-ram lên ngôi lúc 32 tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem 8 năm. Người đi theo đường lối của các vua Israel giống như nhà Ahab đã làm. Vì vua cưới con gái của vua Ahab làm vợ và làm điều ác trước mắt Chúa, dù vậy Chúa không muốn hủy diệt nhà David. Vì Ngài đã lập giao ước với vua David, Ngài hứa rằng sẽ duy trì một ngọn đèn cho dòng dõi người đến muôn đời. Trong thời Giô-ram, xứ Ê-đôm nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa và lập một vua cho mình. Vì thế, vua Giô-ram cùng các người chỉ huy và tất cả xe chiến mã xuất quân ra trận. Ban đêm, vua tiến lên và tấn công quân Ê-đôm đang bao vây vua và các người chỉ huy xe chiến mã. Vậy người Ê-đôm nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Trong thời gian đó, người Líp-na cũng nổi lên chống lại sự cai trị của vua Giô-ram. Vì vua đã từ bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, vua cũng lập các nơi cao trên các đồi núi Giu-đa, xui khiến dân cư Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần và làm cho Giu-đa lầm lạc. Bấy giờ, tiên tri Ê-li gửi một lá thư cho vua nói rằng: Chúa, Đức Chúa Trời của vua cha David phán như vậy: vì ngươi đã không đi theo đường lối của vua cha Giê-hô-sa-phát,
cũng không theo đường lối của Asa vua Juda, nhưng đi theo đường lối của các vua Israel, xui cho Juda và cư dân Jerusalem thờ tà thần như nhà Ahab đã làm. Ngươi cũng đã giết các em trong nhà cha ngươi là những người tốt hơn ngươi. Này, Chúa sẽ giáng họa lớn xuống dân ngươi, các vợ, con cái ngươi và mọi tài sản ngươi. Còn chính ngươi sẽ bị đau ruột nặng và dai dẳng cho đến khi bị sổ ruột ra. Chúa cũng thúc đẩy người Philippines và người Ả Sập ở cạnh biên giới người Ethiopia nổi lên chống lại vua Joram. Chúng tấn công và chiếm Juda, cướp lấy tất cả tài sản trong cung vua, bắt đi các hoàng tử cùng vương phi ngoại trừ Joacha, con trai út của vua. Sau các việc này, Chúa làm cho vua bị bệnh nan y trong ruột. Trong suốt một thời gian, đến cuối năm thứ hai, vua bị sổ ruột vì bệnh và chết rất đau đớn. Dân chúng không đốt lửa cho vua như họ đã làm cho vua cha. Vua Joram lên ngôi lúc 32 tuổi, cai trị tại Jerusalem 8 năm rồi qua đời, nhưng không ai thương tiếc. Người được chôn trong thành David nhưng không được chôn nơi lăng tẩm của các vua. Sử ký nhì, chương 22. Achasia trị vì Juda. Dân cư Jerusalem lập Achasia, con trai út của vua Joram, lên ngôi kế vị vì các con trai lớn của vua đã bị quân xâm lược cùng với những người Ả Rập vào trại quân giết sạch. Như vậy, Achasia, con trai vua Joram, lên ngôi vua cai trị Juda. Achasia được 42 tuổi khi lên ngôi vua, người cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, con gái của Omri. Vua cũng đi theo đường lối nhà Ahab vì mẹ vua xúi dục vua làm điều ác. Vua làm điều ác trước mắt Chúa như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, họ làm cố vấn cho vua khiến vua phải bị hủy diệt. Vua cũng nghe theo lời họ đi cùng với vua Jehoram, con trai Ahab, vua Israel, tham chiến tại Ramoth Galaad chống lại Hazael, vua Syri. Quân Syri làm cho vua Joram bị thương. Người trở về Gitrein để chữa trị vết thương mà vua đã mang trong trận chiến với Hazael, vua Syri tại Rama. Vua Achasia, con trai Joram, vua Juda đi xuống Gitrein thăm vua Jehoram, con trai Ahab vì người bị thương. Việc vua Achasia đi thăm Joram và bị hủy diệt là do ý Đức Chúa Trời. Khi đến nơi, vua Achasia cùng vua Jehoram đi ra đánh Jehu, con trai Nimshi, là người Chúa đã sức dầu để hủy diệt nhà Ahab. Đang khi tiêu diệt nhà Ahab, Jehu gặp những viên chức Juda và những người họ hàng tháp tùng vua Achasia, người cũng giết họ luôn. Người cũng cho truy nã vua Achasia và bắt được vua Achasia đang ẩn trốn tại Samari. Người ta đem vua đến cho Jehu và người giết vua đi. Nhưng người ta chôn cất vua vì cho rằng vua là con cháu vua Jehoshaphat, người hết lòng tìm kiếm Chúa. Thế là nhà Achasia không còn ai cầm quyền trong nước. Bây giờ Athali, mẹ vua Achasia, thấy con trai mình đã chết, bà ra tay tiêu diệt tất cả dòng dõi hoàng gia Juda. Nhưng công chúa Josabat, bồng Joach, con trai vua Achasia, đem trốn khỏi các hoàng tử sắp bị giết. Bà giấu cậu bé và người vú nuôi trong phòng ngủ. Như thế vì Josabat, con gái vua Joram, em gái vua Achasia, vợ thầy tế lễ Jehoiada giấu cậu bé, nên bà Athali không giết được. Hoàng tử trốn với họ 6 năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, trong khi bà Athali cai trị đất nước. Sử ký nhì, chương 23. Jehoiada lập Joach lên ngôi vua Juda. Vào năm thứ bảy, Jehoiada lấy can đảm kết ước với những vị chỉ huy trong quân sau đây: Asaria, con trai Jeroham, Ismael,
con trai Johanan, Asaria, con trai Obed, Maaseya, con trai Adaya và Elisaphat, con trai Sikri. Những người này đi vòng khắp Juda, tụ họp người Lê-vi từ khắp các thành trong Juda và gia trưởng Israel, rồi họ đến Jerusalem. Cả hội chúng kết ước với vua tại đền thờ Đức Chúa Trời. Bấy giờ Jehoiada nói với họ: "Kìa, con của vua sẽ cai trị như Chúa đã hứa cùng dòng dõi vua David. Bây giờ đây là điều các ngươi phải làm. 1/3 các ngươi là các thầy tế lễ và người Lê-vi có nhiệm vụ vào ngày Sa-bát sẽ canh gác các cửa, 1/3 canh gác cung vua, 1/3 tại cổng nền móng, còn tất cả dân chúng ở tại sân đền thờ Chúa. Không ai được vào đền thờ Chúa ngoài các thầy tế lễ và người Lê-vi đang có phận sự. Họ được vào vì họ đã được thánh hiến, còn tất cả dân chúng phải tuân theo quy định của Chúa. Những người Lê-vi sẽ đứng quanh vua, mỗi người tay cầm vũ khí. Ai vào đền thờ sẽ bị giết. Hãy theo bảo vệ vua khi người đi ra, đi vào. Những người Lê-vi và tất cả Giu-đa đều thi hành đúng như thầy tế lễ Jehoiada truyền. Mỗi người giữ người của mình lại. Dù là người đang có phận sự vào ngày Sa-bát hay hết phận sự, vì thầy tế lễ Jehoiada không cho các ban mãn phận sự ra về. Thầy tế lễ Jehoiada phát cho các vị chỉ huy trong quân những giáo, khiên lớn và nhỏ của vua David để trong đền thờ Đức Chúa Trời. Ông đặt toàn thể lực lượng, mỗi người tay cầm vũ khí, đứng chung quanh vua, từ phía nam đến phía bắc đền thờ, gần nơi bàn thờ và đền thờ. Người ta đem hoàng tử ra, đội vương miện và trao cho người tờ giao ước. Bấy giờ, thầy tế lễ Jehoiada và các con trai người xức dầu phong vương cho hoàng tử và hô to: "Đức vua vạn tuế!" Khi Athali nghe tiếng dân chúng chạy và chúc tụng vua, bà đi đến chỗ dân chúng tại đền thờ Chúa. Bà nhìn, kìa, vua đứng trên bục tại cổng vào. Các vị chỉ huy và những người thổi kèn đứng bên cạnh vua. Cả dân chúng trong xứ đều vui mừng thổi kèn. Những ca sĩ có nhạc cụ, phụ họa hướng dẫn ca ngợi. Bà Athali xé áo mình và la lên: "Phản tặc, phản tặc!" Thầy tế lễ Jehoiada phái những người chỉ huy trong quân là những người đang chỉ huy đoàn quân đem bà ta ra khỏi khuôn viên. Ai theo bà ấy sẽ bị giết bằng gươm, vì thầy tế lễ nói rằng không nên giết bà trong đền thờ Chúa. Thế là họ bắt được bà khi bà đến cổng ngựa của hoàng cung, và người ta giết bà tại đó. Bấy giờ Jehoiada lập giao ước giữa người với cả dân chúng và với vua để họ làm dân của Chúa. Cả dân chúng kéo đến đền thờ Ba-anh. Họ phá hủy đền thờ và bàn thờ, đập nát tượng thần và giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh ngay trước bàn thờ. Jehoiada cũng giao việc coi sóc đền thờ Chúa trong tay các thầy tế lễ, tức là những người Lê-vi mà vua David đã ủy nhiệm lo việc đền thờ Chúa, để dâng tế lễ thiêu cho Chúa như đã chép trong kinh luật Môi-se, cùng với sự vui mừng ca hát như vua David đã định. Người cũng đặt người giữ các cổng đền thờ Chúa, không cho người bị ô uế bất cứ vì lý do gì vào đền. Thầy tế lễ Jehoiada cùng những người chỉ huy trong quân, những thân hào, các nhà lãnh đạo dân và toàn dân trong xứ rước vua ra khỏi đền thờ Chúa, đi qua cửa thượng vào hoàng cung và đặt vua ngồi trên ngai. Như thế toàn dân trong nước đều vui mừng. Thành đô yên tĩnh vì bà Athali đã bị giết bằng gươm.